số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh đang dần được kiểm soát tốt hơn. Các địa phương đang tính tới phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn lo ngại vướng trong quá trình vận tải. Liên Bộ Giao thông, Công Thương, Nông nghiệp, Y tế và các địa phương có hướng thống nhất ra sao để đảm bảo